trước mắt quý khán giả, anh Nguyễn đang lên sóng và test âm của cặp loa JBL có model là 712M. Thì đây dòng loa có mã cực kỳ cao trong chuỗi series SX700. Với dòng loa này, các bác có thể nghe và hát thì tuyệt vời quá nhá. Một dòng loa xíu 1.30 leo và một tép kèn leo, có thể chơi được đa không gian, đa loại nhạc, và đặc biệt karaoke thì đỉnh cao của sự nghiệp rồi. Với dòng loa 712 thì tiếng đánh luôn chắc chắn, sạch sẽ, chi tiết và rất cụ thể về từng giải, không lẫn lộn, và khi phối với nhau nó quá hài hòa. Với thiết kế cao cấp của dòng loa này, nó là thùng gỗ sơn thật nhựa, công suất rất lớn lắm nhá, 800W, 1600 và 3200. Một dòng loa mà có nhiều bác muốn mơ ước, muốn thử sở hữu và muốn lắp trong căn phòng nhà mình. Với thương hiệu cơ đẳng cấp của loa Mỹ thì có lẽ là bác không lạ gì đúng không? Đó là tiếng tép đánh cực kỳ lẩy, cực kỳ là sạch và gọn gàng. Giải lời thì rộng thanh thang, giải bát thì êm và ấm sâu. Thì với dòng loa này anh em chơi có thể kê vào những cái phòng nhỏ quá nhá, nhưng đòi hỏi công suất lớn thì nó là đáp ứng được cái tiêu chí mà đề ra. Anh em để cắm tai phone nghe tiếng tép vào bánh, lời nó vẽ và bát nó buông rất là hay. Loa của em đẹp xuất sắc quá nhá, thiếu được sốt thôi. Hay quá. Bao nhiêu nhớ răng đầy. Trời đúng đôi mà hay này rồi. Gia đình các bác chỉ cần đôi loa 712 còn súp thôi, đúng không? Vậy trong máy máy đẩy như kia là ok rồi. Rồi. Em phải được 2 cặp nhá. Giá hiện tại là 34 triệu một cặp. Bao ship. Tặng một cặp dây. Nó nghe tiếng chát chát cốc cốc của dòng loa Mỹ anh hay không? Rất là sạch và gọn. Bây giờ phần 2 nhá, em quay chi tiết nội thất của dòng loa, bác cùng ngắm nhá. Hay quá. Điện tử Hanh Nguyễn xin mến chào đại gia đình đam mê âm thanh và yêu ca hát nhá. Thì trong clip ngày nay, Hanh Nguyễn lên sóng những cặp loa JBL có model là SX712M. Thì đây là một dòng loa được lắp ráp và sản xuất tại Mỹ, có công suất cực lớn và kích thước vô cùng hợp lý. Anh em này chơi được những phòng nhỏ mà cần không gian nhỏ để kê những cặp loa này thì tuyệt vời. Thứ hai, loa này thì nó còn làm một cái nhiệm vụ là có thể kiểm âm trên sân khấu lớn để cho các nhạc sĩ, ca sĩ hoặc là người hát nghe rõ lời ca hơn và nghe rõ mấy tiếng nhạc hơn. Thì ngày nay em về được 2 cặp nhá, trong tình trạng đẹp xuất sắc và thiếu tục xốp. Thì đây là dòng loa các bác có thể là hát karaoke và nghe nhạc thì hết sức tuyệt vời. Cặp loa này thì em nhập về ấy, trong tình trạng đẹp xuất sắc nhá, em sẽ tiến lại gần và quay chi tiết cho các bác. Dòng loa này thì nó là thùng gỗ rất là chắc chắn, thùng gỗ cực dày nhá, và sơn sần nhựa. Nhựa này nhựa chịu mài mòn và chống ăn mòn. Con này rộng nó là 35, sâu 26, cao 55. Các bác có thể bất kể chỗ nào trong gia đình được. Nằm trong cái series là SX700, model là SX712M. Lắp ráp và sản xuất tại Mỹ nhá. Dòng loa này có hai chỗ oánh, một là oánh bass sai, hai là BA. Bass sai đánh cả tép bát, còn BA đánh bát không. Đấy. Về cấu trúc phân tần thì anh em phải xem đây, thùng đẹp quá. Đấy. Với dòng 712 thì nó sử dụng hai phân tần nhá. Phân tần rất to luôn và cực kỳ nhiều linh kiện. Bạn nhìn này, một phân tần 1 này, 2, 3 con cảm. Tụ này 1 này, 2 này, 3 này. Đúng không? Điện trở 2. Bên này đúng không này, bên này dày này, đúng không? Dày kít. Đấy, dòng này thì bông của nó bông thu âm màu lục chuột. Đấy, dày rất là nhiều. Hỗ trợ thì rắc cắm cho các bác ở chỗ hậu sau loa này, đít loa này. Đấy. Và giá cắm 3 chân. Đầu cũng có nhá, đầu cũng có này. Đầu cũng có nhá. Thì dòng này một là nếu mà chơi gia đình thì nó để đứng này.
còn chơi mà cái âm bác để làm này. Một lần sau là thiết kế là những chân cao su. Đấy nhá, cao su này. Rất là đẹp đúng không? Đấy. Tình trạng loa này không vết chảy xước. Đẹp như mới, như bóc xốp. Đây em nhìn từ phân tân này, thùng thành biết này. Độ chất của nó nào đúng không ạ? Thế về cặp bát đây, anh em để xem. Bát thì súng củ bát từ leo củ to nhá. Leo củ to này. Đấy. Mã là 2262HPL. Cái dòng này sản xuất lắp ráp tại Mỹ nhá. Có đời Mexico. Có đời tại Mỹ. Đôi trên là Mexico nhá. Đôi dưới là Mỹ. Tuy nhiên là Mỹ và Mexico giống nhau. Dấu mã vạch đầy đủ nhá. Đấy, mã mang đầy đủ. Tình trạng đẹp xuất sắc, anh em nhìn này. Không chê đúng không ạ? Keo chỉ này. Phần xe đúng không? Màng phẳng tưng. Màng bát đẹp quá nhá, cực đẹp luôn. Gân nội làm dầu 3 sóng. Màng sóng. Không điểm chê. Con này nó là bát 40. Họng 76, hai tầng côn luôn nhá. Khả năng chịu đòn rất là cao. Còn thứ hai đây. Đấy. Quá đẹp đúng không ạ? Sản xuất tại Mỹ cũng nhé, made in USA. Tình trạng đẹp leng keng. Không tì vết. Về công suất con này nó là 800W khởi động thôi nhé. 1600 là liên tục và 3200 là max. Đáp tuyến là 70Hz cho đến 20kg. Đấy, đẹp không tì vết rồi. Đáp tép nó thì nó cổ tép này thì cổ tép họng rất to thôi nhé. Họng gang, phễu gang này. Đấy, phễu gang nhé. Mã tép là 2451. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Bác nhìn một tay. Đẹp cực kỳ luôn đúng không? Côn zin nguyên bản luôn nhá. Zin nguyên bản luôn. Sáng trưng. Có uy tín luôn đúng không? Em quay kỹ này các bác nào chốt thì chốt nhá. Không phải lăn tăn nữa. Quá đẹp luôn. Đấy. Tất cả tình trạng đẹp xuất sắc quá nhá. Không tì vết luôn. Thì giá cặp này em báo luôn để bác chủ động nhé. Em đang cung cấp với giá là 34 triệu bao ship. Đấy. Còn cặp trên là lắp ráp tại Mexico. Thì cái cặp loa này thì báo cáo với bác là em nhập rẻ hơn một chút thì để bác 33 triệu 500. Đấy. Tất cả giống nhau hết, hay nhau nhá. Loa 712 thì bác ghép gia đình hay lắm, bị một đôi loa kia, một quả súp thì có thể bác dùng súp như là 18 là 18 718 hoặc là 418 một đồ. Đúng thì không chê luôn. Đấy, đầu tư hệ thống máy đẩy như kia cả. Đấy. Thì nó cũng không đáng bao nhiêu tiền thôi nhá. Bắt đầu có nhu cầu mua lẻ hoặc là lắp vào hát nâng cấp liên hệ với em số máy 0936 583 140. Anh Nguyễn giao hàng toàn quốc nhá. Anh có chào bác ạ.